Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm cái mẫu nón bắp kẹt này ha. Mẫu nón này đang làm mưa làm gió trên thị trường luôn đó. Và ở cái phần là lên sợi thì các bạn có thể phối màu như mình, hoặc là các bạn có thể dùng nguyên một cái phần màu như cái phần thân luôn hen, tùy theo các bạn thích thôi. Rồi bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Và để thực hiện mẫu nón bắp kẹt này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình những vật liệu như sau. Cái thứ nhất là về phần kim móc, các bạn sẽ lấy cho mình cái kim móc là 4 mm. Về phần sợi thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình hai cuộn sợi dệt như thế này nha. Hoặc là các bạn có thể dùng cái sợi cotton mill và chúng ta sẽ chập đôi lại, chập đôi hai sợi lại để làm, và thêm một cái kim để chúng ta đánh dấu. Rồi trước tiên các bạn sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn ma thuật. Sau đó các bạn móc lên một bính. Tiếp theo trong cái vòng tròn ma thuật này các bạn sẽ móc cho mình là 7 mũi móc đơn. Một, rồi các bạn sẽ dùng kim đánh dấu lại. Hai, ba, bốn, 5, 6, 7. Sau khi đã có được 7 mũi móc đơn, các bạn sẽ rút cái vòng này chặt lại nhé. Và chúng ta sẽ móc cái nón này theo cái hình thức là xoắn ốc, cho nên các bạn nhớ là phải đánh dấu kỹ nha. Và khi móc cái hình tiếp theo, các bạn sẽ cặp luôn cái sợi chỉ thừa này vào để móc lấy, chúng ta không cần phải có thêm cái công đoạn là cắt khâu chỉ nha. Ở hàng thứ hai các bạn sẽ thực hiện cho mình là 2 mũi móc đơn ở cùng một chân, tất cả các chân luôn. Ở vị trí này nè, một mũi móc đơn này. Một, rồi sau đó các bạn sẽ đánh dấu cái mũi đầu tiên này lại nhé. Hai, rồi ở trong bên này cũng là 2 mũi móc đơn cùng một chân. Một, hai. Tiếp theo, tất cả các vị trí còn lại đều là 2 mũi móc đơn cùng một chân hết. 1, 2, các bạn sẽ thực hiện cho đến cuối vòng nhé. Rồi ở cái chân cuối cùng là 2 mũi móc đơn cùng một chân. 1, 2. Rồi ở cái hàng thứ ba các bạn cũng sẽ, bây giờ mình để cái phần chỉ thừa này vào bên trong nhé. Rồi ở cái hàng thứ ba các bạn sẽ thực hiện cho mình, đầu tiên là ở cái vị trí nối này là một mũi móc đơn vào đây, đánh dấu lại. Sau đó là 2 mũi móc đơn cùng một chân. 1, 2. Và các bạn sẽ thực hiện như vậy cho mình 7 lần. Tức là ở cái chân này sẽ là một mũi móc đơn. Rồi cái chân tiếp theo 2 mũi móc đơn cùng một chân. Lần thứ hai nè, một mũi móc đơn cùng một chân, 2 mũi móc đơn cùng một chân. Rồi ở chân này 1 mũi móc đơn. Ở chân kế bên 2 mũi móc đơn cùng một chân. Đó. Các bạn sẽ thực hiện như vậy cho đến hết nhé. Rồi ở câu cuối, chỗ này 1 mũi móc đơn. Ở chỗ này 2 mũi móc đơn cùng một chân. Móc một lần hơi hai sợi cho nên nó hơi bị khó một chút. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu sang hàng thứ tư. Hàng thứ tư các bạn sẽ thực hiện như sau, cũng bắt đầu từ cái chỗ đánh dấu này. Hàng thứ tư đầu tiên ở chỗ đánh dấu này các bạn sẽ làm cho mình là 2 mũi móc đơn cùng một chân, đánh dấu lại. 1, 2. Sau đó là 2 mũi móc đơn ở hai chân kế bên. 1, 2. Đó là chúng ta đã được lần thứ nhất rồi. Và các bạn sẽ làm cho mình 7 lần 2 mũi móc đơn cùng một chân nè. 1, 2. Rồi 2 mũi móc đơn ở hai chân kế bên. Rồi các bạn sẽ thực hiện như vậy cho đến hết vòng nha. Ô cuối 2 mũi móc đơn cùng một chân. 1, 2. 2 mũi móc đơn ở hai chân kế bên. 1, 2. Rồi chúng ta kết thúc hàng thứ tư. Sang hàng thứ năm các bạn sẽ thực hiện như sau. 3 mũi móc đơn ở ba chân. 1,
một hai mũi móc đơn cùng một chân. Một hai, chúng ta đã có được ô đầu tiên và các bạn cũng sẽ làm tới 7 ô như vậy. Ô thứ hai nè, 3 mũi móc đơn ở 3 chân, 1 2 3. Sau đó là 2 mũi móc đơn cùng một chân, 1 2. Các bạn thực hiện như vậy cho đến hết vòng nhé. Ô cuối, 3 mũi móc đơn ở 3 chân, 1 2 3. 2 mũi móc đơn cùng một chân, 1 2. Rồi, chúng ta sang hàng thứ 6. Hàng thứ 6 ở vị trí này. Bắt đầu từ đây, các bạn sẽ thực hiện cho mình trước tiên là 2 mũi móc đơn ở 2 chân liên tiếp. Hai mũi móc đơn ở 2 chân. 1 mũi 2 mũi móc đơn cùng một chân, mình hay nói nhầm quá. Đầu tiên là 2 mũi móc đơn ở 2 chân, tiếp theo là 2 mũi móc đơn cùng một chân. Tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện cái tổ hợp sau đây 6 lần. 4 mũi móc đơn 4 chân liên tiếp. 1 2 3 4. 2 mũi móc đơn cùng chân. Lần thứ nhất. Đó. Bây giờ mình sẽ thực hiện lần thứ hai của cái tổ hợp vừa rồi nha. 4 mũi móc đơn ở 4 chân liên tiếp. 1 2 3 4. 2 mũi móc đơn ở cùng một chân, 1 2. Đó, các bạn sẽ thực hiện đến ở cái vị trí gần cuối này thì các bạn sẽ chừa, các bạn sẽ thấy là khi các bạn thực hiện cái tổ hợp nó đủ 4 lần, đủ 6 lần thì các bạn sẽ thấy ở cuối nó còn chưa 2 chân. Ở 2 chân này sẽ là 2 mũi móc đơn. Các bạn thực hiện tiếp tới lần cuối nhé. Rồi ô cuối các bạn cũng sẽ thực hiện cho mình là 4 mũi móc đơn ở 4 chân trước đã. Mũi thứ 2 rồi. Mũi thứ 3. Mũi thứ 4. Rồi cái chỗ này sẽ là 2 mũi móc đơn cùng một chân. Và như mình đã nói lúc nãy thì ở đây nó sẽ còn dư 2 cái chân, các bạn sẽ cho vào đây 2 mũi móc đơn. Rồi chúng ta đã xong được 6 hàng. Móc bằng cái hai sợi này thì nó sẽ giúp cho cái phần đường kính của nón của mình nó sẽ nhanh hơn đó các bạn. Rồi chúng ta sang hàng thứ 7. Các bạn sẽ thực hiện cho mình là 5 mũi móc đơn ở 5 chân liên tiếp, 2 mũi móc đơn cùng một chân, 7 lần. Một, hai, ba, bốn, năm. 5 mũi móc đơn 5 chân liên tiếp và 2 mũi móc đơn cùng một chân. 1 2 lần thứ nhất. Sang lần thứ hai. 1 2 3 4 5. 5 mũi móc đơn liên tiếp ở 5 chân, sau đó là 2 mũi móc đơn cùng một chân. Rồi các bạn sẽ thực hiện như vậy cho đến hết hàng nhé. Rồi ở ô cuối, 5 mũi móc đơn ở 5 chân liên tiếp, 1 2 3 4 5. Và vị trí như này, 2 mũi móc đơn cùng một chân. Chúng ta kết thúc hàng thứ 7. Được 7 hàng và ở hàng thứ 8 các bạn sẽ thực hiện. Đầu tiên sẽ là 3 mũi móc đơn vào 3 chân liên tiếp. Mũi móc đơn thứ nhất. 1 2 3. Tiếp theo là 2 mũi móc đơn cùng một chân. 1 2. Sau đó các bạn sẽ thực hiện cái tổ hợp 6 mũi móc đơn ở 6 chân liên tiếp, 2 mũi móc đơn cùng một chân, 6 lần. Đầu tiên là 6 mũi móc đơn nè. 1 2
3 4 5 6. Rồi hai mũi móc đơn cùng một chân. 1 2. Và các bạn sẽ thực hiện cái tổ hợp này cho mình 6 lần. Mình thực hiện lần thứ hai nhé. Đầu tiên là 6 mũi móc đơn liên tiếp. 1 2 3 4 5 6. Sau đó là hai mũi móc đơn cùng một chân. Các bạn sẽ thực hiện tiếp lần thứ 3, 4, 5, 6. Và khi chúng ta thực hiện xong lần thứ 6 thì ở cái vị trí cuối này nó sẽ còn dư lại 3 chân, thì các bạn sẽ thực hiện 3 mũi móc đơn vào đó. Ở ô cuối cùng, 6 mũi móc đơn vào 6 chân liên tiếp. 1 2 3 4 5 6. Hai mũi móc đơn cùng một chân. 1 2. Và các bạn sẽ thấy ở đây là còn 3 chân nè, 1 2 3. Các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi móc đơn vào 3 vị trí này. 1 2 3. Chúng ta đã giải quyết xong hàng thứ 8. Ở hàng thứ 9, các bạn sẽ thực hiện cho mình ở tất cả các cái chân này là mũi móc đơn. Tất cả các chân là mũi móc đơn. Rồi, các bạn sẽ thực hiện như vậy cho đến hết vòng ở vị trí này nhé. Ở hàng thứ 10, các bạn sẽ thực hiện 7 mũi móc đơn vào 7 chân liên tiếp. 1 mũi rồi. 2 3 4 5 6 7. Sau đó là hai mũi móc đơn cùng một chân. Và các bạn sẽ thực hiện tổ hợp đó cho mình 7 lần. Lần thứ hai nè. Đầu tiên là 7 mũi móc đơn liên tiếp vào 7 chân, 2 rồi. 3 4 5 6 7. Sau đó là hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Các bạn sẽ thực hiện như vậy cho mình đến hết vòng nhé. Ở ô cuối, 7 mũi móc đơn vào 7 chân liên tiếp. 1 2 3 4 5 Rồi. Và sau đó là hai mũi móc đơn cùng một chân. Chúng ta đã thực hiện xong được hàng thứ 10. Hàng thứ 11, các bạn sẽ thực hiện cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn nhé. Mỗi chân là một mũi móc đơn. Rồi, các bạn sẽ thực hiện như vậy cho đến hết vòng nhé. Ở hàng tiếp theo, tức là hàng số 12, các bạn sẽ thực hiện cho mình như sau. Đầu tiên sẽ là 4 mũi móc đơn vào 4 chân liên tiếp. 1 rồi. 2 3 4. Sau đó là hai mũi móc đơn cùng một chân. 1 2. Tiếp theo các bạn sẽ thực hiện tổ hợp sau đây 6 lần.
tức là 8 mũi móc đơn vào 8 chân liên tiếp, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. 1, 2. Đó, các bạn sẽ thực hiện cái tổ hợp 8 mũi móc đơn vào 8 chân liên tiếp, 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Mình thực hiện lại cho các bạn xem lần thứ hai nhé. 8 mũi móc đơn này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, và tiếp theo là 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. 1, 2. Các bạn sẽ thực hiện cái tổ hợp này cho mình như vậy là tổng cộng là 6 lần nhé. Đó, các bạn thực hiện tổ hợp đó cho mình 6 lần. Thì khi các bạn ráp vòng, ở đây các bạn sẽ thấy nó sẽ còn dư lại cho mình 4 cái chân. Các bạn sẽ thực hiện vào đây là 4 mũi móc đơn. Rồi, cô cuối mình đã đi được vào 5 mũi đây nè các bạn. 5 rồi ha. 6, 7, 8, 2 mũi móc đơn cùng một chân, 1, 2, rồi ở đây mình còn dư 1, 2, 3, 4, các bạn sẽ thực hiện cho mình 4 mũi móc đơn vào 4 chân nhé, 1, 2, 4, mình đã hoàn thành xong hàng thứ 12. Tiếp theo các bạn sẽ thực hiện cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn. Đó, các bạn cứ thực hiện mỗi chân là một mũi móc đơn cho đến hết vòng nhé. Ở hàng tiếp theo các bạn sẽ thực hiện cho mình. Đầu tiên là 9 mũi móc đơn vào 9 chân liên tiếp. Mũi móc đơn thứ nhất các bạn đánh dấu lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. 1, 2. Và các bạn sẽ thực hiện như vậy cho đến hết cái vòng này nha. Đầu tiên là 9 mũi móc đơn nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. 1, 2. Rồi các bạn thực hiện cho đến hết vòng nha. Rồi, mình đã vừa hoàn thành xong cái hàng tiếp theo đúng không? Thì bây giờ nè, đây là mình đang móc tới cái phần chóp nón. Cái nón này mình móc là cho người lớn, thì cái vòng đầu là khoảng 55 cm. Các bạn sẽ móc cho tới cái lúc mà, thí dụ như bây giờ cái vòng đầu của mình là 55 cm, các bạn lấy 55 chia cho 3,14 là hình như là nó ra được khoảng 17,5 cm á. Thì ở đây mình móc được tới cái hàng này. Mình móc được tới cái hàng này là cái kích thước của nó là 17,5 cm luôn nè các bạn. Đó, bây giờ người tới chỗ này ha. Thì mình dừng, mình sẽ không móc cái phần chóp nữa. Mình sẽ bắt đầu mình đi xuống thân. Thì cái cách mà các bạn xuống thân,
là các bạn sẽ móc ở mỗi chân này là một mũi móc đơn, cho tới khi nào mà cái phần thân của mấy bạn, mình sẽ lên như vậy ha, cho tới khi nào mà cái phần thân của mấy bạn nó được khoảng tới 16 cm thì các bạn dừng lại. Chứ mình không có nói về cái số, mình không có nói về cái số hàng ha, tại vì nhiều khi có bạn móc nó sẽ bị chặt tay, lỏng tay, sẽ khác nhau. Thì bây giờ ở đây nè, mình đang nói về nón cho người lớn nha. Các bạn sẽ móc từ đỉnh này, các bạn sẽ đo từ đỉnh này cho khi các bạn được tới 16 cm, là tới ở cái vị trí này. Là ở đây mình được khoảng là 9 cm rồi nè. Thì mình sẽ móc thêm mỗi hàng một mũi móc đơn cho đến lúc mà cái thân nón của mình nó được 16 cm, thì mình sẽ bắt đầu mình đi ra vành nha. Rồi các bạn thực hiện nha. Ở đây mình đã là hoàn thành xong cái phần thân nón rồi. Các bạn sẽ làm cái phần thân nón này cho tới khi mà nó được 16 cm nha. Đây, để mình đo lại cho các bạn xem. Đây, sẽ dừng ở khoảng cái 16 cm. Là các bạn sẽ dừng, chúng ta không móc cái hàng móc đơn đặng lên cái phần thân nữa. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu qua cái phần vành. Thì bây giờ cái ở cái phần vành này, bởi vì mình muốn tạo cái điểm nhấn cho cái vành, cho nên bây giờ mình sẽ đổi len. Mình sẽ dùng một cái len cũng cái tông màu đó, nhưng mà nó có cái pha kim tuyến. Còn nếu như các bạn không có thích, các bạn vẫn muốn dùng cái màu như là cái phần thân nón, thì các bạn không cần phải đổi nha. Và ở đây mình đã cắt len nè, mình đã cắt chỉ của cái phần trước. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu móc tiếp vào, móc tiếp vào cái vị trí mà mình vừa kết thúc ở đây. Rồi. Và cách thực hiện của mình là mình đã tạo một cái mũi, một cái nút thắt trước. Sau đó mình sẽ luồn kim vào cái vị trí mà mình vừa cắt nè, mình vừa kết thúc phần len trước đó. Rồi mình kéo cái này qua. Rồi mình sẽ cặp cả hai cái sợi dây của hai phần này vào trong cái thân này để mình giấu cái phần len nó luôn. Rồi bây giờ ở đây mình sẽ lên một bính. Là như vậy mình đã bắt đầu thay đổi màu len từ chỗ này. Và ở bắt đầu từ hàng số 23, à không, bắt đầu từ cái hàng mà chúng ta sau khi kết thúc của 16 cm á. Bây giờ hàng đầu tiên của phần vành nha, các bạn sẽ thực hiện là hai mũi móc đơn vào hai chân liên tiếp. Một. Rồi các bạn đánh dấu lại mũi móc đơn này. Hai mũi móc đơn ở hai chân liên tiếp. Hai. Và sau đó là hai mũi móc đơn cùng một chân. Một. Hai, các bạn nhớ là mình sẽ cặp cái phần chỉ thừa này vào luôn nhé. Rồi tiếp tục là hai mũi móc đơn ở hai chân. 1 2 và hai mũi móc đơn cùng một chân. Các bạn sẽ thực hiện hai mũi móc đơn cùng một chân. 1 2 và các bạn sẽ thực hiện cái tổ hợp hai mũi móc đơn ở hai chân liên tiếp, hai mũi móc đơn ở cùng một chân cho đến hết vòng. Và bắt đầu từ hàng thứ hai, sau khi các bạn kết thúc cái hàng thứ nhất của phần vành, sang hàng thứ 2, 3, 4, 5, các bạn sẽ thực hiện cho mình là mỗi hàng, mỗi một cái chân như vậy là một cái mũi móc đơn. Các bạn thực hiện đến hết cái hàng thứ nhất của phần vành. Ở vị trí cuối này là mình còn hai mũi móc đơn cùng một chân. 1 2. Rồi chúng ta đã kết thúc vòng hàng. Sang cái hàng thứ 2, 3, 4, 5 của phần vành, các bạn sẽ thực hiện cho mình là mỗi chân như vậy là một mũi móc đơn. 1 rồi nè. 2 3 4. Đó, các bạn sẽ làm mũi móc đơn cho đến hết vòng. Các bạn sẽ làm tất cả nguyên cái vòng này, mỗi chân đều là mũi móc đơn hết. Và các bạn sẽ thực hiện cho mình như vậy ở hàng số 2, 3, 4, 5 của phần vành. Tức là ở đây mình vừa xong được một hàng thứ nhất nè. Các bạn sẽ thực hiện 2, 3, 4, 5 đều là mỗi chân là một mũi móc đơn hết nha. Rồi, sau khi các bạn đã kết thúc xong cái hàng thứ 5 của phần vành, chúng ta sẽ tiếp tục như sau nha. Khi mà lên được tới cái phần vành này rồi thì các bạn thấy là cái phơm nón của chúng ta nó đã được hình thành rồi đó các bạn. Do là mình móc mình chập lại hai sợi á, cho nên là cái phơm nón cực kỳ chắc chắn luôn. Cái phơm nón rất là đẹp.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lên hàng thứ 6 của cái phần vành. Các bạn sẽ thực hiện như sau. Các bạn sẽ thực hiện 3 mũi đơn vào 3 chân liên tiếp. 1 2 3. Sau đó là 2 mũi đơn cùng một chân. 1 2. Đó. Rồi, các bạn sẽ làm lại lần thứ hai nhé. 3 mũi đơn vào 3 chân liên tiếp. 1 2 3. Và tiếp tục là 2 mũi đơn vào cùng một chân. 1 2. Và các bạn cũng sẽ thực hiện như vậy cho đến hết vòng. 3 mũi đơn vào 3 chân liên tiếp, 2 mũi đơn vào cùng một chân. Rồi các bạn sẽ tiếp tục thực hiện cho mình là sau khi chúng ta kết thúc cái hàng vừa rồi ha, là hàng thứ 6 của phần vành, sang hàng thứ 7, 8, 9, 10, các bạn sẽ thực hiện cho mình là mỗi chân đều là một mũi móc đơn hết. Thì bây giờ cái chỗ này sẽ tùy theo cái độ mà các bạn muốn cái vành của mình nó xuống tới đâu ha. Thì thường thì có thể là các bạn dừng tới cái hàng thứ 8 là nó đã được cái vành vừa rồi. Còn nếu như các bạn muốn nó rộng hơn nữa thì các bạn sẽ làm tới cái hàng thứ 10 nha. Các bạn sẽ thực hiện là mỗi chân là một mũi móc đơn. Và làm như vậy tới hàng thứ 7, hàng thứ 8, thứ 9, thứ 10. Tùy theo cái độ mà các bạn muốn nó rộng cái vành nó ra được tới cỡ nào hen. Rồi các bạn sẽ thực hiện mỗi chân là một mũi móc đơn cho đến khi kết thúc cái phần vành. Mình đã hoàn thành xong cái phần cái vành này ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 đó. Ở đây mình dừng ở 8 hàng. Các bạn có muốn cái vành nó bự hơn thì các bạn sẽ làm được tới 10 hàng ha. Còn nếu như các bạn muốn cái vành vừa phải thì các bạn có thể dừng ở 7 hoặc 6 hàng là được. Như vậy là mình đã kết thúc xong cái mẫu nón này. Nó rất là, nói chung là khi làm các bạn sẽ phải chịu khó bị mỗi tay, mỗi vai, mỗi cổ một chút, bởi vì khi mà móc hai một lần hai cái sợi thô này nó rất là cứng, nó rất là khó kéo chỉ. Nhưng mà khi lên thành phẩm thì thấy vừa ý đúng không các bạn? Rồi chúc các bạn sẽ thành công nha. Bye bye.